Kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Liên minh Bất động sản Ngô Quyền Lê Trân ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn được giao lưu học hỏi và hợp tác nhiều hơn nữa với các quý vị quan tâm đến đầu tư môi giới, kinh doanh bất động sản. Liên minh cam kết mang đến các sản phẩm bất động sản tin cậy, minh bạch, an toàn cho khách hàng, là kênh tư vấn, chia sẻ, phân phối các sản phẩm bất động sản hiệu quả, là nơi cung cấp nguồn dữ liệu thị trường bất động sản thực tế và hữu ích cho tất cả những người có nhu cầu. Chúng ta sẽ tiếp tục có những chương trình giao lưu tuyệt vời hơn nữa vào các năm tiếp theo với những thành tựu mới, khí thế mới và thành công mới. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý vị có mặt trong buổi lễ kỷ niệm 2 năm ngày thành lập Liên minh Bất động sản Ngô Quyền Lê Trân ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. She said